Tiếp tục đến với diễn biến bộ phim Tuyệt Thế Đường Môn tập 8. Trước lúc khảo hạch, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu đã xếp vào một tổ. Bởi vì cả ba đều là hồn sư hệ khống chế, xếp cùng một tổ thì chẳng khác gì là tự chịu thua cả. Cho nên, Chu lão sư muốn một lời giải thích. Bắt đầu từ Hoắc Vũ Hạo, cậu cho rằng tinh thần dò xét của mình có thể nhìn tổng quát toàn trường. Hơn nữa, linh mâu tương lai chắc chắn sẽ xuất hiện hồn kỹ kiểu công kích. Cho nên, hệ khống chế rất thích hợp cho sự phát triển của cậu trong tương lai. Lý do rất hợp lý, nên Chu lão sư tạm bỏ qua. Phương Đồng tranh thủ bà không để ý, để lần trốn, nhưng bà sớm đã phát hiện, hắn ta đành phải ngượng ngùng đi ra ngoài giải thích. Năng lực của mình theo hệ khống chế vẫn có cái có thể dùng được. Nếu có thể dùng lực công kích khống chế toàn trường thì cũng là khống chế. Lời này vừa được nói ra liền khiến cho bà ta tức giận, bởi vì năng lực của Vương Đông là hệ cường công, nhưng nàng ta lại muốn khai san, suýt nữa để tuột mất cơ hội. Còn về phần Tiêu Tiêu, vũ hồn là chấn hồn đỉnh, đâu phải khống chế như trong khai báo đâu. Nàng ta liền tiết lộ mình sở hữu song sinh vũ hồn đầu tiên tên là Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh, ba cái đỉnh xếp thành hình tam giác xuất hiện, ý của nàng là chui vào trong cái đỉnh liền có thể phòng ngự. Nhưng đối với Chu lão sư thì nó lại không được tính là hệ khống chế. Thế là Tiêu Tiêu tiếp tục lấy ra vũ hồn thứ hai, Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu. Một cây sáo được triệu hồi ra, nàng bắt đầu thổi sáo, âm thanh phát ra tạo thành vô số hình thù kỳ lạ bay lượn. Âm thanh khiến bao người đau đầu, dần dần mơ màng. Đến đây thì Chu lão sư mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng bà vẫn muốn nhắc nhở ba người rằng khảo hạch tân sinh cực kỳ quan trọng cho con đường tu luyện trong tương lai. Một khi chọn sai thì muốn nắn lại sẽ tốn rất nhiều công sức. Vì vậy bà sẽ định ra một mục tiêu cho bọn họ. Nếu không đạt được mục tiêu thì phải tu luyện theo hướng dẫn của bà. Mục tiêu yêu cầu cũng không có nhiều, chỉ cần đạt hạng nhất trong cuộc thi khảo hạch tân sinh mà thôi. Hoắc Vũ Hạo tỏ vẻ nhiệt tình, cho dù lấy được hạng nhất thì cũng tình nguyện tu luyện theo bà. Lời này không phải là để an ủi Chu lão sư khiến bà vui, mà cậu thực sự tình nguyện muốn đi theo tiếp tục học tập. Cậu cảm thấy đi theo bà mới có thể học được những thứ hữu dụng hơn. Chu lão sư cảm thấy hài lòng nên nhắc nhở ba người mau chóng về nghỉ ngơi. Trên đường trở về, Tiêu Tiêu ngỏ ý muốn tâm sự riêng với Đồng Đồng. Có lẽ là nàng ta đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai của Vương Đồng. Chỉ tiếc rằng Tiêu Tiêu không biết giới tính thật của Vương Đồng là nữ. Vương Đồng lấy lý do phải trở về chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai nên lập tức từ chối. Hoắc Vũ Hạo cũng nhận ra hảo cảm của cô nàng Tiêu Tiêu. Vương Đông nghe vậy liền đánh lạc hướng bằng việc tuổi còn nhỏ nên lấy việc học là trên hết. Hai người không tính trở về phòng ngay lập tức. Họ muốn tranh thủ thời gian đó để giao lưu, làm quen bản chiến thuật. Thế là Hoắc Vũ Hạo liền quay lại rủ thêm Tiêu Tiêu đi tập luyện. Ba người cùng nhau tập luyện tới khuya. Quả nhiên không ngoài kỳ vọng, ba người có thể phối hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ. Dưới tình huống tu vi hơn kém không nhiều trong đồng cấp, lại có tinh thần lực hỗ trợ của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu tin chắc rằng sẽ giành được chiến thắng. Nhưng cậu ta lại nhắc nhở không nên chủ quan. Trong khảo hạch, đoàn đội có cấp bậc cao hơn họ không ít. Mục tiêu của ba người là đánh bại tất cả để giành lấy quán quân. Đúng lúc này, Đường Nhã và Bối Bối đi tới. Hai người họ đến để động viên cổ vũ. Đường Nhã tặng cho cậu một túi đồ. Theo lời của nàng ta thì có vẻ đây là đồ tốt, sẽ đến lúc cần dùng tới. Sau khi trở về phòng, Hoắc Vũ Hạo liền háo hức mở túi ra kiểm tra. Nhưng vừa mới mở nút thắt chiếc túi thì vô số món đồ đã bay ra ngoài. Toàn bộ đều là ám khí, số lượng vô cùng nhiều, có thể coi thành kho binh khí rồi. Vương Đồng thì cảm thấy hành động của Đường Nhã là đang coi thường hắn. Có hắn ở đây, đâu cần đến Hoắc Vũ Hạo động thủ. Hoắc Vũ Hạo bắt đầu tiến hành lắp ghép, Vương Đồng thì nằm ngủ, rất nhanh đã tới trời sáng. Tất cả tân sinh được yêu cầu đến khu khảo hạch chuẩn bị tham gia khảo hạch tân sinh. Một vị lão sư giải thích một số quy tắc. Khảo hạch tân sinh không cho phép sử dụng hồn đạo khí, vũ khí còn lại không hạn chế. Điều này đồng nghĩa rằng có thể sử dụng ám khí. Tuy rằng yêu cầu tất cả thí sinh phải ứng phó hết sức, nhưng quá trình khảo hạch không cho phép làm bị thương ác ý. Nếu không, dù đánh bại đối thủ cũng sẽ bị phán thua, thậm chí bị học viện xử phạt. Tổ của Hoắc Vũ Hạo là đội ra sân đầu tiên. Đối thủ của bọn họ là đội học sinh lớp 3. Ngay sau lời tuyên bố bắt đầu khảo hạch, mọi người bắt đầu bộc phát vũ hồn. Phe địch có một tên hồn sư hệ thực vật. Tác dụng của hắn trong đội hình là tăng phúc cho đồng đội. Hai tên còn lại chủ động lao lên tấn công. Tốc độ bọn họ vô cùng nhanh, như vậy đùi gà mà bọn họ vừa phục dụng có tác dụng tăng tốc độ. Nhưng bởi vì đặc thù vũ hồn nên Vương Đồng đã dễ dàng tránh né. Hoặc Vũ Hạo thì sử dụng tinh thần lực cộng hưởng trợ giúp Vương Đồng. Nhờ có sự trợ giúp này, hắn ta nhanh chóng phán đoán được tình thế nên ra đòn chuẩn xác, sử dụng một chiêu đẩy lùi hai tên hồn sư bên kia.
Sau đó, hắn sử dụng hồn kỹ thứ nhất, bồi thêm một chiêu kiếm khí khiến hai người nằm xuống đất. Bọn họ còn chưa kịp trở mình thì Vương Đông đã lao tới với tốc độ chóng mặt, liên tục đánh cho cả hai bay khắp nơi. Sau đó, hắn tung đòn kết liễu hạ gục ba người phe đối thủ. Lão sư nhanh chóng tuyên bố kết thúc cuộc chiến, đời giành được chiến thắng chính là Hoắc Vũ Hậu. Một chiến thắng quá nhanh và quá dễ dàng. Ngay cả Tiêu Tiêu vẫn còn chưa được thể hiện sức mạnh. Đám học sinh vô cùng bất ngờ, họ liên tục hò reo. Đến tối, ba người lại đi ra ngoài ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Tiêu Tiêu cũng khâm phục Vương Đồng quá lợi hại. Nàng ta còn chưa kịp phóng thích hồn kỹ thì Vương Đồng đã đánh bại đối thủ rồi. Trận tiếp theo nàng muốn làm chủ công một lần. Hành động này chính là đang muốn thể hiện sức mạnh nhằm gây sự chú ý của Vương Đông. Hắn ta cũng đồng ý với yêu cầu này. Đột nhiên, Mã Tiểu Đào tìm tới gặp mặt Hoắc Vũ Hậu. Nghe giới thiệu, cô mới nhớ ra nữ nhân này chính là tên điên đã tấn công mình vào mấy ngày hôm trước. Bộ mặt Vương Đông cũng tỏ vẻ căng thẳng. Bởi vì chuyện giữa bọn họ là bí mật, nên Tiểu Đào muốn Tiêu Tiêu tránh mặt đi một lúc. Điều này làm cho cô bé không vừa ý. Mã Tiểu Đào dẫn hai người ra bờ biển rồi bắt đầu giải thích và xin lỗi vì hành động mạo phạm lần trước là do vô tình. Trong lòng có nỗi khổ không thể tiết lộ được. Hoắc Vũ Hậu chưa biết nổi tình, bởi vì học viện đã bồi thường nên cậu đã coi như xong chuyện rồi. Nhưng với Mã Tiểu Đào thì không. Ngày hôm đó, nàng bị một hồn sư thuộc tính băng ngăn cản nên mới không làm bị thương hai người được. Nàng ta bộc phát lực lượng trấn áp cả hai và uy hiếp bọn họ tiết lộ thông tin về hồn sư hệ băng đó. Hoắc Vũ Hậu không thể tiết lộ nên tỏ vẻ không biết gì cả. Vương Đông thì càng không rõ chuyện gì. Mã Tiểu Đào vẫn tiếp tục uy hiếp. Nếu đã không biết hoặc không nói thì đừng trách nàng không khách khí. Nàng bộc phát ra hồn hoàn. Điều khiến cả hai giật mình là thực lực cô gái này đã hơn 60 cấp. Quá khủng khiếp. Nàng muốn tấn công hai người nhằm ép tên hồn sư hệ băng kia ra ngoài. Vậy nhưng còn chưa kịp biết diễn biến tiếp theo như thế nào thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé!